Tóm tắt mâu thuẫn của hàng du mục và chồng, ghen tuông, tranh chấp tài sản, đỉnh điểm là tác động vật lý. Những diễn biến liên quan đến vợ chồng hàng du mục, ngày càng căng thẳng trong vòng chưa đầy một tuần. Hàng du mục Nguyễn Thái Hằng, sinh năm 1995, là một trong những chiến thần livestream đỉnh đám nhất hiện nay. Cô gây ấn tượng với những cú chốt đơn khủng như bán vài tấn táo đỏ trong nháy mắt, bán giúp Quang Linh Vlogs gần 2.000 set quà Tết. Thời gian gần đây cô về Việt Nam và liên tục kết hợp với nhiều người nổi tiếng, côn trên KOC khác để livestream. Song song với chuyện bán hàng, Hằng Du Mục cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cô kết hôn với người chồng ngoại quốc là Tôn Bằng sinh năm 1981. Tôn Bằng đã có hai người con trai riêng và cặp đôi có thêm hai em bé nữa, tổng cộng là bốn người con. Tuy nhiên những ngày vừa qua, cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao về nghi vấn lục đục hôn nhân của vợ chồng Hằng Du Mục. Ngày 13-14 tháng 6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip chồng Hằng Du Mục livestream công khai ghen vợ. Tại đây, Tôn Bằng tỏ thái độ không hài lòng khi cặp chị giọt. Em giọt hàng du mục và Quang Linh Vlogs liên tục xuất hiện cùng nhau, không chỉ livestream mà còn quay clip, tương tác vui vẻ thân mật. Điều này khiến chồng hàng du mục không vui, thậm chí đòi ly hôn. Nhiều người cho rằng họ là bạn thân nhưng với tôi đó vẫn là một nam, một nữ. Tôi ghen là vì tôi quan tâm đến cô ấy. Nhưng thật sự nếu đã hết tình cảm thì ly hôn chứ đừng làm vậy. Ngay sau đó, hàng du mục có động thái trên trang cá nhân dù không trả lời thắc mắc về chuyện lục đục nhưng có nhắc đến cả con chung, con riêng. cô bày tỏ quan điểm của mình là vạn sự tùy duyên, để thời gian trả lời tất cả. cô còn nói thêm rằng mình có đến bốn người con trai nên muốn con trai hưởng phước từ mẹ. ngoài ra, cô cũng phần nào khẳng định với mọi người bản thân mình đã trưởng thành, biết điều gì là đúng sai, biết giới hạn trong cuộc sống và đặc biệt vì đã làm mẹ nên sẽ sống có trách nhiệm. phản ứng này của Hằng Du mục nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. ngày 15 tháng 6. Chồng Hằng Du Mục thực hiện một đoạn clip để xin lỗi vợ. Anh cho biết, bản thân đã sai khi không hiểu cho vợ vì công việc mà lại cằn nhằn, phàn nàn về những điều không đúng. Vợ ơi, anh thành thật xin lỗi vợ, anh sai rồi. Trước cộng đồng mạng, anh cam kết sau này sẽ không còn tức giận với vợ nữa, xin vợ hãy tha thứ, vì gia đình của chúng ta, vì người chồng bất đắc dĩ này, chồng Hằng Du Mục nói. Động thái này của Tôn bằng khiến dân tình ngao ngán, cho rằng anh nên suy nghĩ trước khi nói bất cứ việc gì và không nên mang chuyện gia đình lên mạng rồi lại xin lỗi. Về phần mình, Hằng Du Mục lại đáp trả khéo léo khi bị nói chỉ lo livestream, bỏ bê con nhỏ 4 tháng. Cô cho biết không có chuyện bỏ bê, con suốt 4 tháng trời. Khoảng thời gian xa con lâu nhất là một tuần, nhưng kể cả như vậy, cô vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng đấy là tích chữ sữa mẹ để mang về cho con bú. Quan trọng nhất, cô luôn luôn nghĩ đến sức khỏe và sự phát triển tốt nhất cho con, nên dù đã từng có ý định cho con ngưng sữa mẹ từ tháng thứ hai, nhưng đến nay, Cô đã kiên trì được 5 tháng cân bằng giữa lịch trình bận rộn và nghĩa vụ làm mẹ. Hai vợ chồng quát tháo ngay trên livestream, Hằng Du Mục khóc lớn. Những tưởng như thế là xong xuôi nhưng đến tối 19 tháng 6, Tôn Bằng lại livestream nói chuyện gia đình. Lần này anh còn trực tiếp gọi điện cho Hằng Du Mục ngay trên sóng và cả hai đã lớn tiếng với nhau. Lần này Tôn Bằng ghen với quản lý của Hằng Du Mục, khẳng định cả hai cứ ở cạnh nhau từ nam ra bắc, dù người quản lý này không phải nhân viên của hai vợ chồng và cũng không lấy tiền lương. Tôn Bằng còn nói thêm rằng chính vì người quản lý này mà trước đó Hằng Du Mục không cho chồng về Việt Nam. Ngoài ra chồng Hằng Du Mục bày tỏ sự bức xúc khi trong một tháng vừa qua, cô chỉ trở về nhà đúng ba đêm. Sau khi đã về nhà chồng, cô cũng không về nhà mà nghỉ tại một nơi khác khiến chồng cảm thấy vô cùng khó hiểu, bực tức. Anh cũng cảm thấy bị tổn thương khi không được vợ công nhận dù, cũng có giúp đỡ cô trong công việc. Ở phía Hằng Du Mục, dù cộng đồng mạng không nghe rõ cô đang nói gì nhưng nhiều người cho hay tinh thần của cô cũng đang không ổn định phải hét lên để giải thích với chồng và đôi lúc còn có tiếng khóc. Theo đó Hằng Du Mục chỉ muốn gặp con, hoặc là chồng đưa con đến chỗ cô đang ở hoặc anh ấy đi ra khỏi nhà, cô sẽ về. Nhiều người cho rằng, Hằng Du Mục không muốn về nhà với chồng vì sợ bị tác động vật lý. Tôn bằng tố vợ thâu tóm tài sản, quay lưng sau khi được chồng hỗ trợ. Sáng ngày 20 tháng 6, Tôn bằng đăng bài tố vợ thâu tóm tài sản, dù trong hai năm qua mình vẫn luôn đồng hành cùng vợ trong công việc. Anh cho biết hiện tại Hằng đang đứng tên hai cửa hàng bố vợ thì đứng tên xưởng xúc xích do anh đầu tư vì vậy ở thời điểm hiện tại anh phải gây dựng lại sự nghiệp từ đầu